Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iDrop từ dự án Zurop Valency. Để tham gia dự án, các bạn viết phần link mô tả, mở Telegram ra bấm nút start để chat chatbot nha các bạn. Rồi đầu tiên nhiệm vụ các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Đây thì chương trình iDrop này thì fan mình sẽ nhận top cần 120 top cần. Rồi để mình lướt cấp trang các bạn. Rồi các bạn lướt cấp tra nhấp vào từng hình ảnh của nó thì các bạn bấm vào submit rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bấm nút chat nha các bạn. Thường thì làm những nguồn ai góp cho dự án lớn này cơ hội mong các bạn. Rồi các bạn bấm join ai góp các bạn. Khi tham gia các bạn nhận được 120 token UFI các bạn, giá khoảng 600 đô. Nhưng cơ hội mong manh, nếu mà không làm thì như vậy là cắt lại tiết các bạn, nên các bạn làm lại luôn đi các bạn, vậy thôi. Rồi các bạn bấm complete. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow theo Word và Reweet Binance Messenger. Rồi các bạn cũng theo dõi này các bạn. Đây drop line nè. Rồi các bạn cũng like cái các bạn. Các bạn cũng tự quyết lên cái. Rồi các bạn cũng bình luận lên cái. Good. Good ai để up đi. Rồi các bạn test lại các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn cũng trở về cũng bắt là Telegram của mình các bạn. Rồi các bạn bấm net. Chào Binet. Bye bye các bạn, mình chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn bấm net test các bạn. Net son. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn cũng join channel rồi ghi join kênh channel nữa, rồi các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn mới đáp có 900 người rồi, rồi các bạn gọi là submit địa chỉ TH. Rồi các bạn mở địa chỉ với chút wallet, master wallet ra, các bạn copy địa chỉ TH của mình nha các bạn. Tại vì thường những dự án này mình muốn làm kỹ càng nha các bạn. Này làm iDrop những dự án này mình các bạn chơi cứ như là vui vẻ đi các bạn. Lúc mình đỡ buồn mình làm đi. Mà mai chiều nó về thiệt, ăn thiệt, còn không về thì cũng chả mắc cái gì. Rồi. Rồi các bạn gỡ ngay sẽ coi à. Rồi, các bạn ghi lại một cái username theo word của tất cả các bạn nha các bạn. A cộng MMO nữa. Submit theo word username verify MMO one nè. A cộng MMO của bạn. Rồi các bạn gửi các bạn. Các bạn ghi chính xác username của mình các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance để check số cần ta kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 120 token UFI nè. Bằng ghép fur đến ghép chia sẻ bằng bè. Bấm vào withdraw. Con này ngày mấy các bạn. Rồi bấm blue file. Rồi vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.